Đó, các bạn thấy không? Giờ mình che cái cảm biến quang trở lại thì hồng ngoại nó bật nè các bạn. À, thấy không? Mở ra thì tắt. Ok nha các bạn. Hey, xin chào tất cả các bạn đã trở lại trong Phát Channel. Thì hôm nay mình sẽ sửa một cái camera IP nha các bạn. Thì hiện tượng của camera này các bạn là nó không có bật hồng ngoại nha các bạn. Khi mà buổi tối nó không bật hồng ngoại. Thì mình sẽ thường thường cái này nó sẽ hư cái cảm biến ánh sáng này nha các bạn. Thì giờ mình bắt đầu mình thay cảm biến ánh sáng này thử nha các bạn. Đây đây là một con biến trở nha các bạn. Biến trở của quang trở nha các bạn. Đây là quang trở. Đây là con mới mình sẽ thay vô thử nha các bạn. Ok, giờ mình lấy nguồn mình đấu cho thử nha các bạn. Giờ mình cắm nguồn cho thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Giờ mình che cái cảm biến quang trở lại thì hồng ngoại nó bật nè các bạn. À, thấy không? Mình mở ra thì tắt. Ok nha các bạn. Rồi, chúc bạn làm thành công. Chào tạm biệt tất cả các bạn.